Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quái Vật Game. Và các bạn muốn cái series Plants Zombies này tiếp tục hay không? Và đây vẫn là Plants Zombies 1 và chúng ta đã chơi xong phần Adventure rồi. Và ok, nó lại quay trở lại với level 1.1 và mình vẫn không hiểu tại sao như vậy. Đó, nó sẽ được unlock thêm mấy cái phần là mini game này. Đó, đây 1, 2, 3, 4. Ờ, hình như mấy phần này chơi rồi đúng không ta? Cái phần Walnut Rolling này là chơi rồi mà. Hay sao ta? Hay là mình phải chơi lại nhỉ? Ok, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với phần mini game ở trong Plants Zombies nhé các bạn nhé. Và nếu các bạn thích thì các bạn để lại cho mình 100 like, chúng ta sẽ tiếp tục series này. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình, đăng ký cho mình và like, chia sẻ thật nhiều cho mình hơn nữa trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, chúng ta sẽ đến với đầu tiên là Robotani. Ok. Rồi. Robotani. Oh, có nghĩa là what? Khi mà zombie bị mất đầu và gắn cái đầu của Flan Pierceuter lên. What? What? Gắn cái em đậu lên trên đầu zombie. Gắn cả thêm quả ốc chó nữa, nhìn con zombie kia ngu cực. Ok, chúng ta sẽ đến với lại màn solo giữa Pierceuter và Pierceuter để xem như thế nào. Chắc là bọn zombie này cũng bắn đạn ra đúng không? Wow. Very very. Oh yeah, thì mình sẽ sử dụng những em Flan để nói là nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều trong cái phần đấu này. Ok, chúng ta vẫn phải sử dụng những em Flan giá rẻ thôi chứ giá cao thì chúng ta vẫn không thể đủ năng lượng đâu. Ok, và cái hai slot cuối cùng chúng ta sẽ dành cho hoa ăn thịt người. Và không, cái màn đầu tiên chắc nó cũng dễ thôi, chúng ta sẽ cho một em gai đi. Ok, let's rock, chúng ta sẽ chiến luôn để xem là cái bọn zombie nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Chưa chi mình đã trồng ngu rồi. Trồng một bông sunflower. Trồng một bông sunflower có nghĩa là hoa hướng dương ấy. Hoa hướng dương để ra mặt trời. Ok. Ok, hôm nay mình sẽ thử thách trồng 3 hàng hoa hướng dương để xem như thế nào nhé. Let's go, zombie đâu? Chúng ta sẽ có 2 đợt tấn công. Ui. What? Ở đây đâu có flan đâu, nó bắn đạn với làm gì? Ok, cho mày ra đi luôn để xem như thế nào. Mày à người. Cái ván này nó khác với những cái ván bình thường, có nghĩa là bây giờ zombie nó có thể bắn đạn ra thì có nghĩa là nó có thể tiêu diệt flan của chúng ta, cho nên là chúng ta phải nhanh chóng để trồng flan ra đối đầu với nó. Ok, đó, solo 1-1 này, solo 1-1. Ôi, mình nghi là cả hai đều chết mất. Mình nghi là cả hai đều chết lắm nhé. Oh my chuối. Oh, chuyện gì sẽ xảy ra? À ok, chỉ cần một viên đạn thôi là phía shooter của ta sẽ ra đi. Rất là khó. Ok, để xem. Em như nhờ my potato mean đúng rồi. Potato mean. Em nó nằm ở dưới đất cho nên là sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái đạn của Pinshooter. Ok. Rồi. Khi mà mọc lên rồi thì vẫn không bị ảnh hưởng các bạn ơi. Oh yeah. Để xem nào, con zombie tiếp theo nó sẽ ở đâu đây. Bạn dự đoán xem. Nó trên rồi. Hai con luôn. Double kill. Đây, cho mày một quả gọi là chết luôn, một quả bị đau. Oh yes. Mình sẽ chặn ốc chó lại xem nào. Ok, ốc chó đã chặn được đạn của ok, đã chặn được đạn của do Robotani. Không biết đọc đúng ta, đọc sai chửi chết luôn. Ok, Potato Min sẽ tiếp tục với chúng ta trên sàn đấu. Và mình rất muốn làm một cái video tổng hợp tất cả các cái chức năng cũng như là sức mạnh của các em Flan. Vì mình vẫn chưa thông thạo hết tên cũng như là sức mạnh của nó, cho nên là mình vẫn hay đọc nhầm cũng như là chế nhầm tên của các em Flan. Khá là điêu. Oh my chuối. Mày đâu ra vậy? Oh yeah. Màn này thì nó cũng bình thường thôi, bởi vì đây là màn đầu tiên nên là nó cũng không có gì là quá đáng cả. Ok. Ôi, Sao không tấn công nó đi? Ui giời ơi, bây giờ phải tấn công. Tấn công cự ly gần. Em bị đau là tấn công cự ly gần các bạn ơi. Oh yeah, zombie vào đây. Đâu, phải gọi là Zombotany. Zombotany. Zombotany, một cái tên khá là củ chuối. Này, vào đi. Thế như nó không bị ảnh hưởng đạn gì rồi. Mới biết rồi vẫn chưa chết nhỉ. Nhìn quá để ý mắt ấy. Ra đi luôn. Ok, chồng nhận được cho các bạn quá nhiều hoa hướng dương rồi. Đây, ăn luôn. Trời ơi, đang thừa đạn. Đây, vào đi. Ôi, mình lại mất một em kiếm shooter ở đây rồi. Trời ơi. Trên này cũng mất này. Ôi trời ơi.
Đây, ăn hoa đi em. Không biết Potatomi của chúng ta có mọc lên kịp không? Mình nghĩ là kịp thôi. Kịp không các bạn ăn? Kịp không, mọc lên đi em. Yeah, mọc lên rồi. Tuyệt vời. Đây, trồng một em bí đao đây là ok. Trồng thêm một em. À, gì nhỉ? Em này tên gì ta? Quên mất tên rồi, thôi kệ đi. Cứ gọi là hoa ăn thịt người đi. Hoa ăn thịt zombie. Ok, không, cây ăn thịt zombie. Rồi, ok, tiếp tục nào. Bây giờ mình sẽ trồng hai hàng crystal để cho nó sức mạnh nhân đôi. À, đây rồi. Trồng lửa, à, các bạn nhìn lửa Flan Zombie 1 nó khác với Flan Zombie 2 rất là nhiều. Nhìn khác hẳn luôn. Nhìn trong đồ họa nó cũng tệ hơn một xíu. Nhưng mà về cái phần gameplay thì khó mà ai game nào ăn nổi. Ok. Trồng một quả ốc chó đây. Xôi ơi, ốc chó ra đang bị nứt đầu rồi các bạn ơi. Ồ, cu đầu rồi, yeah. Là cái địt. Này, à chà, thằng này chắc thằng cuối đây. À chưa, bây giờ mới được đợt tấn công đầu tiên thôi. Ồ mà chuối. Gai này. À không, tí nữa chồng, chúng ta phải tiết kiệm. Ok. Đây. Thêm săn đi nào. Ok, lửa đâu? Ui dồi ôi, có chết không? Ui, thằng này mạnh thế. Xem thường địch rồi, thôi cho mày chết luôn đi. Ôi, nó cắn hết cây của mình. Ui dồi ôi, phí. Siêu phí luôn. Trời mắc bù, ok. À, ok, chống hàn đi, ok. Rồi, kết xuất tợ, chồng vào đây. Ok, ta cho mày ăn lửa nhá. Ăn lửa nhá. Ôi, hình như chưa thấm nó với sao. Oh yeah, chết một con luôn. Ui, con này mạnh lắm. Cắn cây của mình, đấy. Chưa, cắn hết cây của mình mất, trời ơi. Xin quả ốc chó đi nào. Làm ơn, please, một quả ốc chó. Xin, làm ơn, please, no. Đây rồi, cứu tình chúng ta rồi. Đây. Ok, Pierce Shooter. Ok man. Ôi trên hàng dưới này chưa có một em Pierce Shooter nào cả. Ôi cái màn này khó nhai nhở. Từ từ mày mũi. Oh mày chui. Pierce Shooter chồng vào đây. Đó. Có tiếng lửa bập bùng luôn các bạn này. Thế nhưng nhà game hơi to. em. Lửa đây. Bây giờ bớt một cây hoa một hướng dương đi nào để trồng thêm một em tiêu shooter đây cho đẹp. Vừa đẹp lại còn vừa ngầu, vừa xịn lại còn vừa xịn xò nữa. Không biết mình đang nói gì nữa. Ok, quá đẹp. Nhổ bớt một bông, ok, một em tiêu shooter nữa đi nào. Một em tiêu shooter nữa. Nhanh lên. Ok, quá đẹp, bây giờ chỉ cần trồng lửa nữa thôi là xong. Gốc cây lửa đâu, phải diệt mấy cái thằng đầu óc chó đi thôi. Cái thằng đầu óc chó phải nói nó cứng hơn cả mấy cái thằng đầu sắt luôn các bạn. Mãi mới chết. Phải dùng đến em bí đao thì mới chết được. Oh my chui, lửa đâu? Đây rồi. Lửa đắt quá, 175. Chờ mãi. Ốc chó nào. Đợt tấn công cuối cùng để xem là zombie sẽ như thế nào nào. Zombotani. Cái tên khó đọc vãi trưởng. Ok, ngon rồi. Ui, mày đừng giết flan của tao. No. Yeah, thắng rồi, yeah. Đây, double kill 2 thằng luôn. Ôi, không giết à? Vãi, trong Flan Zombie 2 là phải giết luôn rồi đấy. Oh my joy. Ok đi, chúng ta sẽ chờ đợi nó chết thôi, ok, xong rồi. Ui, được cúp đấy các bạn ơi. Wow. Yeah, unlock a new minigame. Oh, chúng ta unlock được thêm một trận nữa. Oh, thì mỗi ngày chúng ta sẽ làm clip về phần mini game này nhé. Bởi vì là cái thời gian của mình không có, thời gian của mình có hạn cho nên là mình sẽ không thể nào mà chơi xuyên suốt được. Cho nên là các bạn nhớ đăng ký cũng như là like, chia sẻ clip để mình tiếp tục ra thêm nhiều clip hay hơn trong tương lai các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.